Xin chào các bạn, mình là Khánh An. Rất vui khi được gặp các bạn trong chương trình Hành Trình Văn Hóa. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quê hương của mình. Đó chính là nơi ba mình sinh ra và lớn lên, đó chính là tỉnh Nam Định. Nam Định nổi tiếng với nhiều món ăn ngon như là bánh nhãn, bánh gai, gạo hải hậu. Không khí ở đây rất thoáng mát và trong lành. Đặc biệt, có rất nhiều nhà thờ cổ kính đẹp như những tòa lâu đài. Mỗi lần về quê, mình thích nhất là đi tắm biển và nhặt những con ốc nhỏ. Mình rất yêu quê hương của mình. Còn quê hương của các bạn như thế nào? Hãy nói cho mình nghe về nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.